Vào thứ hai, ngày 11 tháng 10, trong khi vẫn đang bế quan thiền sâu cho thế giới, Ngài Thanh Hải, vô thượng sư kính yêu nhất đã tạm gác lại để nói chuyện với các thành viên đội ngũ truyền hình vô thượng sư. Trong cuộc gọi, sư phụ đã từ ái trả lời các câu hỏi của nhóm và chia sẻ trí huệ của Ngài liên quan đến những phát triển đáng lo ngại hiện tại trong chính phủ Hoa Kỳ. Luật mới của Texas là một lệnh cấm có hiệu lực đối với hầu hết tất cả ca phá thai trong tiểu bang. Và đó là những gì những người ủng hộ luật này đã dự định làm. Chúng tôi ước tính rằng khoảng từ 100 đến 150 thai nhi và thai phụ tránh khỏi phá thai mỗi ngày ở Texas trong khi luật này còn hiệu lực. Họ đã thấy thủ tục phá thai giảm 70% tại các phòng khám toàn tiểu bang so với năm ngoái. Sau khi tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho phép Texas tiếp tục luật chống phá thai, ông Biden thề sẽ tranh đấu vì quyền hiến định của phụ nữ để được phá thai và đang cố gắng thông qua dự luật cho phép phá thai tới tận ngày sinh. Làm sao người Mỹ có thể đấu lại ông ta và thúc đẩy luật chống phá thai ạ? Người Mỹ phải thức tỉnh và đấu tranh cho điều này. Dạ, trên thực tế, phá thai là không hợp hiến pháp. Hiến pháp sẽ không bao giờ khuyên các công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ giết người. Dạ, đúng vậy. Đặc biệt là giết người dân của họ. Dạ. Biết không, luật này rất tệ, phải không? Dạ, luật này rất tệ. Thậm chí cho phép đến tận ngày sinh nở. Ôi, thật khủng khiếp. Họ giết các em bé không thương tiếc. Dạ, thưa sư phụ. Khi quý vị tin đó là một con người, thì mọi việc phá thai đều sai lầm. Từ ngữ phá thai nghe quá đúng, đó là hủy diệt em bé. Đa số những người mà tôi nói bây giờ, những ai chưa từng đối mặt điều này, thì không nhận thức rằng mình được trao cho một em bé. Cũng giống như em bé sẽ đủ tháng, chỉ có điều em nhỏ hơn thôi. Chào lần nữa. Natalie khóc thương đứa con gái mà cô chưa bao giờ ôm ẵm. 4 năm trôi qua, vết thương lòng vẫn không nguôi. Có lúc quá đau lòng, cô thậm chí nghĩ tới việc kết liễu đời mình. Tôi thật sự không muốn sống trong đau đớn nữa. Nên có những lúc suy nghĩ rằng tôi thà chết để gặp lại bé. Một luật sư từ Mississippi không cho ghi hình nói rằng lập trường của tiểu bang là tòa án tối cao xử vụ kiện Roe với Wade. Vụ án về phá thai 1973 sai lầm nghiêm trọng vì không có quyền căn bản nào cho phá thai trong văn bản của hiến pháp. Tiểu bang nói với các thẩm phán trong văn kiện tòa án rằng tiền tệ lâu đời đã phá hoại tiến trình dân chủ đầu độc đàm luận quốc gia và gây tai họa cho luật pháp. Mississippi cũng tranh luận rằng đã có rất nhiều thay đổi từ quyết định năm 1973 nhận con nuôi dễ dàng. Và trên diện rộng, phụ nữ đạt được cả thành công trong nghề nghiệp lẫn đời sống, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Hiến pháp ngừa thai dễ dàng và hữu hiệu hơn và tiến bộ khoa học cho thấy rằng thai nhi đã có hình dạng và đặc tính con người nhiều tháng trước khi có khả năng sống. Các luật sư của tiểu bang tranh luận, tiểu bang phải có khả năng hành động theo các phát triển đó. Người Mỹ phải đứng lên chống lại luật này, họ phải thức tỉnh. Thức tỉnh, thức tỉnh, cùng nhau viết một điều gì đó để phản đối luật này, vì nó không hợp với hiến pháp. Dạ, đúng vậy. Biden, ông ta chỉ sử dụng hiến pháp cho bất cứ gì ông muốn, kể cả việc giết em bé. Giờ tùy thuộc vào người Mỹ. Dạ, họ phải cầu nguyện Thượng Đế và phải tìm thấy sức mạnh của mình. Họ phải lên tiếng phản đối luật này. Dạ, đúng. Nói về quyền hiến định, những em bé là người dân Mỹ. Dạ, các bé sinh ra ở Mỹ, các bé được sinh ra từ cha mẹ người Mỹ. Dạ, vì vậy các bé là công dân Mỹ. Công dân Mỹ được luật hiến pháp bảo vệ, hỗ trợ và nuôi dưỡng. Dạ, thưa sư phụ. Vì vậy, giết trẻ sơ sinh là không hợp hiến pháp. Dạ, đúng, con hiểu. Đây chỉ là lời ác quỷ nói. Và khổ thân cho bất cứ ai nằm trong vòng ảnh hưởng của thế lực đen tối. Họ nên thức tỉnh, họ nên cầu nguyện khẩn thiết để thoát ra khỏi ảnh hưởng đó, nếu không họ đang gây ra tội ác lớn cho chính họ. Bất cứ ai ủng hộ luật phá thai ghê tởm này đều sẽ đọa địa ngục. Tôi đang nói thật với tất cả quý vị. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Người Mỹ nào được hiến pháp bảo vệ
có nghĩa họ là công dân Mỹ. Họ hoàn toàn có quyền được sống trong sự an toàn và tự do, chứ không phải bị giết hại. Họ vô tội. Họ thậm chí không phải là kẻ thù. Dạ, họ không gây chiến với ông Biden hoặc chính quyền của ông. Họ chỉ là những em bé. Dạ đúng thưa sư phụ. Thai nhi 1 tháng, 2 tháng tuổi trong bụng mẹ hoặc ngoài bụng mẹ, họ là các em bé. Và chính quyền Biden thậm chí muốn chi rất nhiều tiền để trả cho việc đó. Tiền thuế của người dân để trả cho việc phá thai và thậm chí trả tiền cho việc đó ở nước ngoài nữa. Dạ sư phụ. Ôi, thật khủng khiếp, kinh khủng, không đúng đạo đức. Thậm chí không hợp pháp rằng người ta nên đi dự tiệc. Có báo cáo rằng mỗi dịp Giáng sinh có nhiều phụ nữ mang thai ngoài ý muốn hơn. Ồ dạ. Họ đi dự tiệc cùng nhau và rồi say xỉn, rồi thì làm bất cứ gì với nhau và sau đó có thai. Rồi có người giữ lại, có người phá thai. Điều đó không đúng. Đây không phải là lỗi của đứa bé. Dạ không. Nói về mặt đạo đức, nói theo hiến pháp, nói một cách hợp pháp. Điều này hoàn toàn đồi bại, tồi tệ, hoàn toàn sai. Dạ đúng vậy ạ. Hoàn toàn ngược lại với Thượng Đế về tâm linh. Dạ thưa sư phụ. Ông Biden này rất tà ác và chính quyền của ông ta, những người thân cận như Harris và Pelosi, họ đều giống nhau. Họ lạm dụng hiến pháp, lạm dụng quyền lực của họ để giết người dân của họ. Họ đều là ác quỷ. Tất cả những người này, hoặc họ bị quỷ nhập, bất kỳ ai đã quyết định, hoặc lên kế hoạch, hoặc hỗ trợ, hoặc đóng dấu để ký thành đạo luật, họ đều là ác quỷ. Dạ, tất cả họ sẽ trở xuống địa ngục và bị nhốt ở đó mãi mãi. Họ sẽ không bao giờ có thể thấy mặt trời nữa. Nói quý vị hay, đó là số phận của họ. Còn gì nữa? Tối nay, đây có thể là một giải pháp mới, ngắn hạn cho thảm họa tài khoá sắp xảy ra. Lãnh đạo đảng Cộng hòa Mitch McConnell đưa ra một thỏa thuận cho đảng Dân chủ cho phép chính phủ gia hạn khả năng vay tiền thêm 2 tháng nữa để trả các hóa đơn. Trong cuộc bỏ phiếu này, số phiếu thuận là 219, số phiếu chống là 206. Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ chiếm đa số đã đưa ra chấp thuận cuối cùng bằng số phiếu 219 thuận so với 206 chống vào thứ Ba, do dự luật đã được Thượng viện thông qua, tạm thời nâng giới hạn vay của chính phủ lên 28,9 nghìn tỷ Mỹ Kim, hoãn nguy cơ vỡ nợ lịch sử cho đến đầu tháng 12. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, ban đầu kiên quyết chống lại dự luật nâng mức trần nợ công của Hoa Kỳ, nhưng sau đó để giúp đảng Dân chủ thông qua dự luật nâng nợ công tạm thời cho đến tháng 12 năm 2021. Rồi ông viết một lá thư gửi Biden nói rằng ông sẽ không giúp nâng trần nợ công nữa, và nói rằng đó là công việc của đảng Dân chủ phải thông qua mà không cần đảng Cộng hòa giúp đỡ. Có phải ông ta đang nhượng bộ vấn đề này hay là lại chơi trò chính trị nữa ạ? À? À, ông này, ông ta luôn như vậy, luôn luôn làm như vậy. Quý vị nói không và sau đó ông ta sẽ nói có, chơi trò làm cao. Dạ, để làm cho mình có quyền lực hơn, càng giống như người ra quyết định. Dạ, sư phụ. Ban đầu, ông ta không thể giúp toàn bộ vấn đề này. Sau đó, ông nói một cách kiên quyết rằng ông sẽ không giúp. Bởi vì. Và rồi sau đó ông nhượng bộ. Bởi vì có lẽ ai đó đã hối lộ ông ta. Ồ, trời ơi. Bằng tài chính hoặc bằng lời nói, hoặc hứa hẹn điều gì đó. Ồ, có thể. Dù sao cũng là chính trị. Dạ, sư phụ. Ông ta chẳng quan tâm gì đến trần hay không trần. Ông thậm chí không phân biệt được trần với sàn nhà nữa là. Ông ta không quan tâm. Ông này, tôi đã bảo quý vị rồi, luôn chơi trò bóng bàn. Ông ta luôn trở mặt. Tôi bảo trước đây rồi. Dạ, sư phụ. Và ông lại chơi cùng một trò nữa, luôn làm cao. Và sau đó trao cho để người ta thán phục hoặc tôn trọng, hoặc nhượng bộ ông ta hơn. Dạ, hiểu. Đó chỉ là trò chơi. Lý do ông ta nói ông đã viết một lá thư cho Biden là bởi vì một số đảng viên Dân Chủ đã kích kịch liệt, không ca ngợi ông ta vì giúp đỡ nửa chừng. Dạ. Ông đã giúp đảng viên Dân Chủ họ bị kẹt. Ngay cả các thành viên đảng Dân Chủ của họ
cũng không bỏ phiếu cho treo trần nợ và dự luật 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Cho đến phút cuối, khi họ đã lún sâu xuống bùn rồi. Và tất nhiên sau đó McConnell đến để giải cứu như thường lệ. Cho đến khi cuối cùng, McConnell nói rằng họ có thể bỏ phiếu thuận cho nó như một giải pháp tạm thời, chỉ đến tháng 12, không phải như quyết định cuối cùng, quý vị hiểu không? Dạ hiểu. Sau đó họ bỏ phiếu thuận, chỉ như một sự thỏa hiệp. Dạ, ban đầu ông ta đánh họ bầm dập và sau đó đưa họ dầu nóng để thoa. Dạ, lúc nào cũng vậy. Tôi không bao giờ quan tâm tới mấy thứ hỗn độn này, chỉ vì sinh mạng của tha nhân mà thôi. Dạ, con hiểu. Đặc biệt là người dân Mỹ và những em bé khiến tôi không thể chỉ nhắm mắt làm ngơ. Dạ thưa sư phụ, con hiểu. Tim tôi đau đớn đến nỗi tôi phải hét lên như thế này. Không thì tôi hầu như không bao giờ can thiệp vào bất cứ điều gì. Dạ, tôi không bao giờ nói về mấy loại chính trị này, trừ khi liên quan đến điều gì đó lớn lao hơn thế. Nhân tiện, mức trần nợ để làm gì quý vị biết không? Dạ, đó là giới hạn do Quốc hội đặt ra, là chính phủ Mỹ được phép vay bao nhiêu tiền để trả nợ. Chính phủ chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được từ thuế quá thường xuyên, nên Quốc hội nâng mức trần nợ để chính phủ có thể vay đủ tiền hầu trang trải mọi thứ. Họ muốn quá nhiều tiền để làm gì? Tiền chi trả cho công chúng Mỹ, như tiền lương của binh lính, lương hưu an sinh xã hội, viện trợ y tế, tín dụng thuế trẻ em và phúc lợi của cựu chiến binh, và cũng để chi trả cho các quyết định chi tiêu trong quá khứ của chính phủ. Nhưng đồng thời, họ cũng lên kế hoạch về chi tiêu trong tương lai như hai dự luật mới. Một trong những chi tiêu mà họ cần là cơ sở hạ tầng cho biến đổi khí hậu, những chi tiêu để đối phó với lũ lụt do biến đổi khí hậu, chẳng hạn vậy. Và gì nữa? Và họ có các chương trình xã hội cho mầm non trước mẫu giáo. Ồ, được. Cho nhà ở. À, hiểu, hiểu rồi. Được, tôi hiểu rồi. Toàn là nói thôi. Cơ sở hạ tầng nào mà ngăn được lũ lụt chứ? Quý vị đắp đê khắp cả nước, khắp mọi nơi sao? Bởi vì Thượng Đế đâu có nói cho mình biết nơi nào Ngài sẽ giáng ngập lụt kế tiếp. Đúng vậy ạ. Tất cả đều là nghiệp chướng, đều là do lối dinh dưỡng thịt. Tôi bảo quý vị rồi, nếu mọi người ăn thuần chay thì chính phủ không cần chi ra xu nào cả. Dạ, dù có bao nhiêu đê, xây bao nhiêu đập, cũng không bao giờ chặn được lũ lụt nếu chúng ta không ngưng lối sống bạo lực của mình, như giết động vật, giết đủ thứ để ăn, và giết cả thai nhi nữa, cho đến tận ngày sinh nở. Trời ơi, đây là ác đến cùng cực. Dạ thưa sư phụ. Và xã hội, quý vị đã nói gì nhỉ? Các chương trình xã hội, dành cho lứa tuổi mầm non. Dạ, sẽ không còn các em bé nữa để đi học mẫu giáo nếu họ giết tất cả thai nhi này. Và họ còn nói gì nữa? Xây cất nhà ở. Nhà ở. Sao mọi người có thể mua được nhà khi họ thậm chí không thể có thức ăn để ăn? Dạ. Thiếu lương thực. Và giá thực phẩm cao ngất. Toàn là vô ích. Toàn là vô nghĩa. Toàn là lý do để khoe khoang. Để chơi lớn. Dạ. Dân biểu India Jim Ban, chủ tịch Ủy ban nghiên cứu đảng Cộng Hòa, nói dự luật của đảng Dân Chủ là thối nát, khủng khiếp. Ông liệt kê 42 cách ủy ban cho biết biện pháp này sẽ phá hủy quốc gia. Khi đào sâu vào nó, bạn tìm thấy những thứ như hàng tỷ đô la để sửa chữa, cái gọi là những cây cầu và con đường phân biệt chủng tộc. Thật điên rồ, tôi thậm chí không biết điều đó nghĩa là gì. Lập một sở cảnh sát hoặc lực lượng dân quân khí hậu đi ra ngoài và thực thi chính sách kinh tế xanh mới ở cấp liên bang, không chỉ cung cấp giáo dục miễn phí cho người nhập cư bất hợp pháp, mà còn cho họ tín dụng thuế trẻ em nữa. Cho những người đến đây bất hợp pháp, dự luật này sẽ khiến nhà trẻ phải đóng cửa, bởi vì nhà giữ trẻ bây giờ sẽ phải thuê nhân viên có trình độ đại học. Vì vậy, bạn có lẽ sẽ không thể đủ tiền gửi con đi nhà trẻ, hoặc sẽ phải đóng cửa nhà trẻ hoàn toàn. Và trên hết, 700.000 đô la Mỹ tiền phạt lần đầu cho người chủ nếu họ không tuân theo lệnh tiêm chủng của Biden. Nên chỉ mỗi một lý do trong số này thôi, 700.000 đô la Mỹ đã là lý do để bỏ phiếu chống lại nó, nhưng nhìn chung nó là một dự luật nguy hiểm. Thành ra ngay cả đảng Dân Chủ cũng không bỏ phiếu cho dự luật này. Dạ, bởi vì họ sử dụng tiền cho điều này, điều kia và gây chiến với chính người dân của họ. Dạ, giết những em bé không thể thậm chí tự vệ. Dạ đúng thưa sư phụ. Thế nên nếu dự luật thực sự tốt cho lợi ích xã hội thì họ đã bỏ phiếu rồi, trước cả khi dự luật ra đời.
Đối với tôi, bất kỳ dự luật nào cũng có thể thông qua. Nếu thật sự hữu ích cho hệ thống xã hội, để giúp đỡ công dân, người nghèo, người thiếu thốn, người vô gia cư, và những sinh viên nghèo không có khả năng trả tiền đại học. Đối với tôi, bất kỳ dự luật nào cũng hữu ích cho tất cả những người này, đều có thể thông qua, dạ sư phụ, và thông qua nhanh chóng, chỉ là họ sử dụng nó cho những thứ có hại và những thứ không thật sự hợp lý. Dạ thưa sư phụ, có lẽ họ vẫn nên thông qua dự luật, ngoại trừ họ phải cắt chi tiêu cho việc phá thai, cắt bất cứ chi tiêu nào cho chiến tranh, dạ thưa sư phụ, và dùng tiền đó để quảng bá thuần chay. Ồ dạ, đó là một ý kiến hay, dạ thưa sư phụ, và rồi tất cả sẽ bình an, và thời tiết sẽ thuận lợi trở lại. Dạ thưa sư phụ, nếu chúng ta không tuân theo luật của Thượng Đế và sống từ bi, nhân từ và chăm sóc lẫn nhau trên địa cầu này, bao gồm cả việc bảo vệ con người và động vật, thì chúng ta không bao giờ có thể xây dựng bất cứ gì chống đỡ nổi lực lượng của Thượng Đế. Nếu quý vị tiếp tục giết người, tạo vật của Ngài, con người, em bé trong bụng mẹ, hoặc cho đến ngày sinh nở, và giết hàng tỷ động vật như vậy, thậm chí mỗi tuần, dù chúng ta có xây cái gì, dù chúng ta có gia cố bằng thép cỡ nào đi nữa, lực lượng Thượng Đế vẫn có thể lấy đi tất cả. Chúng ta chỉ phải tránh xa bạo lực trong mọi trường hợp, trong bất kỳ loại nào, dạng nào, và trở lại bản tánh yêu thương nguyên thủy của mình. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể giữ mọi thứ mà Thượng Đế đã ban cho và gia trì cho chúng ta. Ông Biden là một tổng thống Hoa Kỳ tồi tệ. Nếu ông bị phế truất trước khi nhiệm kỳ kết thúc, người kế nhiệm tiếp cho địa vị tổng thống là Phó Tổng thống Harris và sau đó là nhà lãnh đạo đa số Hạ viện Pelosi. Bà Harris và bà Pelosi có tốt hơn ông Biden ở cương vị tổng thống không? Không. Không, hoàn toàn không. Họ giống nhau, họ chơi cùng một trò, họ cùng một vụ, gia hiểu. Thậm chí có thể tệ hơn. Ôi trời, cả ba người họ nên rời đi, ít nhất là ba. Còn một số nữa trong đảng Dân Chủ, những người đang phá hoại thanh danh của đảng Dân Chủ. Nhưng tôi không thể nêu tên họ bây giờ. Dạ hiểu thưa sư phụ. Tôi phải có bằng chứng, tôi không thể chỉ. Nhưng quý vị có thể thấy họ cho tới bây giờ chẳng làm điều gì tốt cả. Dạ, Harris trước đây đã ủng hộ việc bảo lãnh những kẻ đốt phá, những kẻ cướp bóc mà đã lợi dụng cuộc biểu tình để đốt phá nhà người khác, đốt phá cơ sở kinh doanh và cướp bóc tài sản của người dân. Tất cả những điều đó, bà ta đã giúp bảo lãnh họ ra. Dạ đúng vậy, nhưng dù sao, họ cũng bị bắt trở lại. Bà ta nên để tòa án quyết định, dạ sư phụ, chứ không phải dùng quyền lực của mình để chuộc những người còn chưa rõ là vô tội hay không. Dạ đúng vậy sư phụ, bởi vì điều đó liên quan đến sự an toàn của nhiều công dân khác, dạ thưa sư phụ. Và rồi Pelosi, tất cả bọn họ ủng hộ những ca phá thai này, không ai trong số họ là tốt hết. Tất cả bọn họ đáng lẽ phải rời đi từ lâu rồi. Và quý vị hỏi tôi về Pelosi, liệu bà có thể trở thành vị tổng thống thành công tốt đẹp hơn là Biden không? Không, không đâu. Bà ấy cũng vậy thôi, họ đều cùng một ruột cả. Rồi cả giáo hoàng cũng tiếp bà. Để làm gì? Vì sao Pelosi lại muốn gặp giáo hoàng? Quý vị nói ta hay. Vì bà ta ủng hộ việc phá thai. Việc này tràn ngập các mặt báo, và giáo hoàng được cho là phải phản đối việc phá thai. Vậy bà ta mong mỏi điều gì từ giáo hoàng? Củng cố quyền lực và vị trí của bà ta, và giáo hoàng tiếp bà để ông ta được củng cố quyền lực với vị thế của mình. Trời đất! Chúng ta không còn chút đạo đức, phẩm chất tốt đẹp ở đâu nữa sao? Bắt đầu ngay cả từ giáo hội lớn nhất thế giới. Trời ơi! Làm ơn! Thượng Đế ơi! Làm ơn hãy cứu chúng con khỏi mọi điều độc ác này. Họ đang cùng nhau hợp tác để giết con cái Ngài. Ngay cả những người con chưa được sinh ra, lạy Chúa, chúc lành cho Ngài. Chúa của con, chúc lành cho Ngài. Chúng con thấy khủng khiếp, đau đớn cho Ngài. Chúc lành cho Ngài. Nếu người Mỹ muốn khôi phục trở lại, ông Trump sẽ là người tốt nhất, và chúng con đồng ý. Các nhà lập pháp ở New York hoan hô vui mừng khi đạo luật được thông qua
mà sẽ cho phép nạo thai nhi khỏi bụng mẹ dù sắp tới lúc sinh nở. Đây là những em bé đang sống có cảm xúc xinh đẹp mà sẽ không bao giờ có cơ hội được chia sẻ tình thương và ước mơ của các em với thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để xây dựng một nền văn hóa trân quý sinh mệnh vô tội. Và chúng ta hãy khẳng định lại một sự thật cơ bản. Tất cả trẻ em đã sinh và chưa sinh được tạo ra trong hình ảnh thánh thiện của Thượng Đế. Tôi đã bảo quý vị nhiều lần, dạ, ít ra ông Trump sẽ không giết những em bé của quý vị. Dạ, sư phụ, ông sẽ không sử dụng tiền thuế chỉ để đi ra đánh bom người khác. Dạ không. Được rồi. Mới đây, sư phụ cũng nói về quảng bá thuần chay trong ngân sách. Vậy có bao giờ thế giới đoàn kết để thông qua luật thuần chay không ạ? Có thể, họ có thể. Tất cả các nhà lãnh đạo chỉ cần ngồi lại với nhau và ký thôi. Cấm thịt, cấm cá, cấm tất cả sản phẩm động vật. Rất đơn giản, họ có thể làm được. Tất cả tiền mà tiết kiệm từ chiến tranh có thể dùng để giáo dục người dân. Đưa thuần chay lên biển quảng cáo, đưa thuần chay lên truyền hình, trả tiền cho các tờ báo để in ấn mọi thứ đó hầu giáo dục mọi người và cho trẻ nhỏ các bữa ăn thuần chay miễn phí mỗi ngày và dạy các em lý do tại sao, thì thế hệ kế tiếp sẽ hoàn toàn thuần chay. Dạ, à vâng, thế giới của chúng ta sẽ là thiên đường. Dạ, tuyệt vời. Không dễ, nhưng có thể làm được. Dạ, đúng vậy. Đơn giản, chỉ cần ăn thuần chay, và rồi thế giới chúng ta sẽ thay đổi. Khí hậu sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời, thật suôn sẻ, thật thoải mái cho tất cả con người và động vật trên địa cầu này. Mọi thứ sẽ dồi dào, nước sẽ tinh khiết, không khí sẽ trong lành. Đây là những điều quan trọng nhất mà họ không quan tâm. Họ chỉ tranh cãi vặt với nhau thôi. Chỉ vì quyền lực nhất thời. Tại sao họ không dành thời gian để sám hối, để nghĩ về Thượng Đế, để học gì đó, phẩm hạnh, đạo đức hơn và giống Thượng Đế hơn, để họ có thể chuẩn bị cho hành trình dài lên thiên đàng. Không thì có thể họ chọn địa ngục. Được rồi, cưng. Tôi chỉ muốn cảm ơn quý vị về mọi thứ. Tất cả quý vị. Cảm ơn sư phụ. Không phải ai cũng có thể tiếp tục bền bỉ như thế. Cảm ơn sư phụ. Quý vị chắc chắn cứng cỏi, lúc nào cũng có những cám dỗ khảo nghiệm. Quý vị khảo nghiệm tôi luôn luôn. Khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôi. Khảo nghiệm trí thông minh của tôi. Đủ loại giải pháp mà tôi phải nghĩ đến. Được rồi, nói đùa thôi, không sao, không sao đâu, không sao đâu. Dù sao, cảm ơn tất cả quý vị. Thật sự, tôi rất cảm kích. Tôi cảm ơn quý vị ăn trong lúc làm việc, hoặc chỉ ăn nhanh, và phải chạy trở lại văn phòng, hoặc chỉ ăn một nửa, và sau đó phải chúi mũi vào công việc. Không phải chúi mũi vào trong bát, nhưng chúi mũi vào máy tính của quý vị. Cảm ơn quý vị, cảm ơn. Làm sao sư phụ biết điều đó ạ? Sư phụ biết tất cả. Dạ. Ý tôi là đôi khi chỉ ăn nửa chừng và sau đó việc cấp bách, biết không? Dạ, thời gian cấp bách, vì vậy quý vị phải chạy đến máy tính của mình và chúi mũi vào máy tính thay vì chúi mũi vào rau củ của mình. Dạ. Đôi khi quý vị thậm chí muốn đi tắm nhưng phải đợi, biết không? Dạ. Và phải chịu đựng mùi của mình. Tôi biết hết. Quý vị nghĩ sao? Tôi cũng làm vậy, không phải sao? Thầy nào trò nấy. Thành ra tôi biết. Dạ, thưa sư phụ. Không có bí mật, không có bí mật gì cả. Tôi không bao giờ cảm ơn quý vị cho đủ. Chỉ là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng tôi muốn chắc chắn quý vị biết rằng tôi cảm ơn quý vị. Ồ, chúng con rất trân quý điều đó. Cảm ơn sư phụ đã chịu đựng tất cả. Cảm ơn vì sự cống hiến của quý vị. Quý vị cố gắng tốt nhất có thể nhé. Nhưng tốt nhất của quý vị không luôn là tốt nhất đối với tôi. Không luôn luôn vậy. Dạ hiểu. Cũng đã tốt rồi. Rất tốt, rất tốt. Thượng Đế gia trì quý vị. Thượng Đế cũng gia trì sư phụ. Cảm ơn rất nhiều thật sự từ đáy lòng tôi.
Chúng con xin sâu sắc tri ân Sư Phụ kính yêu vì tình thương vô điều kiện và sự hỗ trợ của Ngài cho thế giới. Chúng con xin cầu nguyện rằng những hy sinh, nỗ lực, đầy quyết tâm và hết lòng của Ngài sẽ chuyển đổi con người và chủ yếu chuyển đổi tất cả các lãnh đạo chính phủ hướng tới lối sống nhân ái và có ý thức hơn như là lối thoát duy nhất của chúng ta để thoát khỏi một tương lai hỗn loạn. Cầu mong những ai có tâm thức tỉnh sẽ là ngọn hải đăng soi sáng cho tha nhân và do đó giúp tạo lập một địa cầu hòa bình nơi tất cả sinh mạng, loài người lẫn loài vật được quý trọng. Xin kính chúc Sư Phụ quan tâm luôn khỏe mạnh và thanh thản, cũng như được tất cả các vị thiên đế nhân từ hỗ trợ để tìm hiểu lý do tại sao ngay cả những xã hội tự do nhất cũng không bao giờ nên cho phép những thực hành theo quỷ Satan cũng như thấu hiểu khác từ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin mời đón xem trên Giữa Thầy và Trò vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 10, để xem toàn bộ chương trình phát sóng của buổi hội thảo này.